Xin chào tất cả phụ huynh và các em thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề số 12 có tựa đề Trung thu. Các em hãy mở quyển vở bài tập tiếng Việt lớp 1 tập 1 trang số 40 của Chân Trời Sáng Tạo ra. Cô sẽ hướng dẫn cho các em giải cái bài tập của ngày hôm nay nha. Chủ đề số 12 Trung thu. Bài đọc có tựa đề Ông Trẳng, Ông Trăng. Ông Trẳng, Ông Trăng đến chơi với tôi, có bầu có bạn, có gạo thổi sôi, có nồi sôi dẻo, có kẹo ngọt ngon, có bãi đất bằng, tha hồ vui chơi. Ông Trẳng, Ông Trăng theo đồng dao. Cô đã đọc xong bài Ông Trẳng, Ông Trăng rồi. Các em lưu ý đọc lại nhiều lần cho bài đọc thật là hay và nhuần nhuyễn nữa. Sau khi chúng ta đã đọc xong rồi thì các em hãy nêu tên các cái đồ vật được nhắc tới trong bài trên. Đọc bài rồi các em thấy những đồ vật nào được nhắc đến trong bài thơ trên? Thứ nhất là có ông Trăng nè. Rồi có gì nữa? Có ông Trăng. Rồi có gạo nè. Rồi có nồi xôi nè. Rồi có kẹo. Rồi còn có cái bãi đất nữa. Các em sẽ ghi vào đây. Có ông Trăng. Ông Trăng. Phải gạo, phải nồi xôi, nồi xôi, phải kẹo. Phải bãi đất. Chấm. Các em hãy quay lại cái phần ở trên đây. Để kỹ hơn thì các em sẽ dùng một cái cây thước, chúng ta sẽ gạch lại. Đó là ông Trăng nè. Rồi, gạo nè. Rồi, cái nồi xôi nữa nè. Rồi, kẹo nữa nè. Và cuối cùng là bãi đất. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Đó là phần các em sẽ điền vào những cái chỗ chấm ở dưới đây. Từ đang hoặc là từ trung thu. Muốn biết thì các em sẽ quan sát cái bức tranh. Đây là hình ảnh các em bé đang đang làm gì? Đang vui chơi trung thu. Như vậy bé đang cái tiếng đang này chúng ta sẽ đem xuống đây. Bé đang. Vui trung thu. Vui trung thu. Chẳng. Bé đang vui trung thu. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần nói hai cái cột ở dưới đây sao cho phù hợp với bức tranh. Đây là cái bức tranh nè. Các em hãy quan sát cái bức tranh, sau đó các em sẽ nói hai cái cột ở dưới đây. Cột đầu tiên là các bạn đang làm gì? Các bạn thì đang bài cổ trung thu và làm gì nữa? Các bạn thì cùng đón chị Hằng. Còn cổ trung thu thì gồm có hồng, có nhãn và có đèn ông sao, đúng không nè?
Đây có hồng, có nhãn và có đèn ông sao nữa. Các em hãy sử dụng một cái cây thước. Chúng ta sẽ nói cổ trung thu thì có hồng, có nhãn và có đèn ông sao. Rồi các bạn thì bày cổ trung thu. Bày cổ trung thu. Tiếp theo nữa, các bạn thì cùng đón chị Hằng. Rồi, sau khi chúng ta nói xong rồi, các em sẽ đọc bài em đã nói. Các bạn bài cổ trung thu, các bạn cùng đón chị Hằng. Cổ trung thu thì có hồng, nhãn và đèn ông sao. Xuống đây các em sẽ chuyển sang cái phần viết. Các bạn bày cổ trung thu. Bày cổ trung thu. Phải cùng đón chị Hằng. Chấm. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Đó là các em sẽ điền vào cái chỗ trống ở dưới đây bốn cái vần: vần an, vần ân, vần ung và vần ông. Các em sẽ điền vào và thêm cái dấu thanh nếu các em cần thiết, nhưng phải đúng nghĩa và thật là chính xác. Đây là hình ảnh cái cây thang. Cây thang thì tiếng thang gồm có an, ngờ an, thờ an, thang, thang. Cô sẽ sử dụng vần, vần an. Bên đây hình ảnh khá quen thuộc đó là cái võng. Võng là vần ông. Võng. Đây là cái thùng bằng gỗ, nghĩa là vần ung. Thùng gỗ. Bên đây là một cái nhà tầng. Nhà tầng là ớ ngờ ân. Nhà tầng. Cô chuyển xuống phần cuối cùng, đó là phần viết. Phần viết chúng ta sẽ được viết ông trẳng, ông trăng. Ông trẳng.
Ông Trăng. Đến chơi với tôi. Rồi, cái phần viết của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ viết đến đây mà thôi. Và cái bài học hôm nay cũng đã kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận được những bài học mới nhất. Và hẹn gặp lại các em vào những cái bài học tiếp theo nha.